Trang xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Lê và Cuộc Sống Pháp. Thì ở Pháp hiện giờ đang là vào mùa xuân, nhưng mà thời tiết thì thay đổi rất là thất thường luôn cả nhà. Cách đây khoảng một tháng thì trời nắng nóng rất là đẹp mà kéo dài khoảng một tuần thôi, thì sau đó là trời trở lạnh và mưa gió nên là không có trồng cây được. Thì bây giờ là bắt đầu trời hơi ấm dần nên là Trang bắt đầu ra sau vườn đào xới đất lên để mà chuẩn bị trồng cây á cả nhà. Thì hôm trước hai vợ chồng Trang cũng đã trồng một vài cây hoa rồi, thì giờ làm cái giàn hoa đó, thì bây giờ là trồng một vài cây và đột nhiên trở lạnh nên là ngưng không có trồng tiếp nữa. Thì hôm nay đó trời ấm thì mấy mẹ con ra ngoài đây, Trang bắt đầu đào xới đất lên, Trang trộn với lại phân. Thì những cái cây này là những cái giống Trang mua về Trang trồng nè. Đây là bông cải xanh đó cả nhà. Những cây này là bông cải xanh đó, họ bán 6 cây liền vậy nè. Thì Đèn với lại Suen rất là thích trồng cây nên là ra đây phụ giúp Trang trồng những cái cây như vậy nè. Còn đây là những cái cây khoai tây á cả nhà. Khoai tây mà khi mà Trang ăn không hết á thì nó bị mọc mầm lên, mà mầm nhiều quá thì Trang đem ra đây, Trang cắm xuống đây và nó lên nhiều như vậy nè. Còn đây là những cây cà chua Trang mua ở ngoài tiệm cây giống á. Khi mà mình mua tiệm cây giống á thì cái cây nó lớn sẵn rồi nên là khi mình để xuống á thì nó mau, nó nhanh lớn và cái năng suất trái nó, Trang thấy nó nhiều hơn, nó ra nhiều trái hơn là khi mình tự mình gieo hạt cả nhà. Nên là Trang quyết định là năm nay là Trang mua cây giống, mặc dù là khi mình mua cây nó rất là đắt, một cây Trang mua là 7-8 đồng á cả nhà. Còn khi mình mua thì mình mua một gói hạt giống như vậy chỉ có 2-3 đồng thôi, nhưng mà mình phải về mình ươm hạt rất là lâu, mà nhiều khi mình ươm lên rồi cái cây á, cái trái nó năng suất nó cho không có nhiều bằng khi mà mình mua cây giống mà có sẵn ở ngoài chợ. Đó, thì Trang mua một vài cây giống. Thì mà ở bên này là mình trồng cây theo mùa cả nhà, mùa nào thì mình trồng cái loại rau cải đó, chứ không có được mình trồng lộn xộn. Trời lạnh á là có nhiều cây mà nó không có chịu lạnh thì nó sẽ chết, thì mình sẽ uổng công mình trồng. Thì mấy cái này cả nhà thấy cây giáp cá là Trang trồng hồi từ năm rồi đó. Nó mùa đông thì nó ngủ đông và tới mùa xuân thì nó bắt đầu nó lên hoa. Thì mùa này thì trong vườn không có nhiều hết á cả nhà, là tại vì mùa này vẫn còn lạnh nên là chỉ trồng được những loại cây có chịu lạnh được thôi. Đây là những cái cây mà cần tây mà Trang đã trồng từ hồi năm rồi á, mà mùa đông nó vẫn sống nên là năm nay tới mùa xuân á thì nó bắt đầu nó xanh tươi lại. Ở mùa đông thì nó không có chết nhưng mà nó không có tăng trưởng nữa cả nhà. Thì trong lúc mà Trang trồng cây thì bên này thì ông xã Trang đang rửa sân để mà chuẩn bị cho sinh nhật của Soen đó cả nhà. Thì thật ra là sinh nhật của Soen là ngày 9 tháng 4, đã hơn cả gần một tháng rồi. Thì Trang quay rồi nhưng mà Trang không có thời gian làm video, thì hôm nay Trang làm những cái video tổng hợp tất cả trong một cái tháng 4, những cái video mà Trang chưa có kịp mà làm đó, thì Trang sẽ tổng hợp quay sơ qua cho cả nhà xem. Thì đây là ông xã của Trang đang quét sân nè. Thì mùa đông ở chỗ Trang ở rất là ẩm ướt, rất là ẩm luôn cả nhà, mưa rất là nhiều, thì làm cho những cái sân của mình nó đóng rong lên nè. Đó, hồ bơi thì cả nhà thấy là màu xanh luôn, là tại vì ông xã của Trang không có trị được rong ở trong cái hồ bơi đó, nên là mùa đông ông xã Trang quyết định là để như vậy chứ không có diệt rong luôn. Nó tức là tắt máy, tức là không hoạt động, cái hồ bơi không có hoạt động luôn. Thì bây giờ là mùa xuân rồi, mùa xuân mà cả nhà thấy là trời rất là âm u đó. Thì trời thì không lạnh lắm nhưng mà âm u đó, thì cả nhà thấy cái nước ở trong hồ bơi như là nước đường mương luôn cả nhà, cái màu xanh mà nó xanh nó rất là đậm luôn. Và trong này bất ngờ là có con ếch
vào trong đó ở luôn cả nhà, là tại vì khi mà mình không có cái máy trong hồ bơi á, cái máy không có hoạt động nữa, mình không có để clo. Clo là một cái thuốc tẩy diệt vi khuẩn ở trong nước á. Nên là không có clo thì những cái sinh vật nó sống được, và trong đó là có ếch, ếch vào trong này luôn cả nhà. Thì ngày hôm sau trời đẹp trời nè, trời nắng đẹp, thì Trang rửa trên cái, đây là cái miếng tre của cái hồ bơi. Thì cái miếng tre này nè là mình che lại cho nó an toàn đó cả nhà. Nhưng mà nó rất là dơ, mùa đông á là nó có đống rong nè, rồi nhiều khi cát ở sa mạc nó qua nữa đó. Còn mùa này thì mùa xuân là có rất là nhiều phấn hoa nữa, nên là rất là dơ luôn cả nhà. Thì ông xã Trang đã rút nước cái hồ bơi này nè, thì mình nó cả nhà thấy là nó rất là rộng lớn, nên là cái lượng nước nó rất là nhiều. Khi mà mình rút cái nước màu xanh ra mình bỏ đó, thì là mình không có rút một lượt đó, tại vì ông xã Trang rút rồi giờ rút nước ra để cho nó chảy lên trên sân ở ngoài cỏ đó cả nhà. Thì sợ nhiều quá nó tràn qua bên hàng xóm thì làm ngập bên hàng xóm. Tại vì trong 1-2 tháng trước đó là trời mưa, lượng mưa rất là nhiều luôn, nên nó là cái nước, cái đất nó không có thấm nước nhanh, nên là khi mình xả nước ra là nước nó không có thấm vào trong đất liền đó cả nhà. Hôm nay trời nắng đẹp lắm, Mai Đình với lại Soen thì đi học rồi. Ngày hôm sau á là sinh nhật của Soen. Cả nhà thấy là cái mấy cái bụi tre trúc này nè, bây giờ nó đã lên nhiều, mùa xuân á, nên là nó rất là có nhiều măng nó mọc lên đó cả nhà. Cả nhà thấy cái hồ bơi sau khi mà ông xã Trang đã rút nước hết và đang rửa đó cả nhà, thì cả nhà thấy là khủng khiếp không? Nó dơ á, nó dơ rất là dơ, nó làm cho cái miếng mà cao su ở trong đó đó nó bị dơ luôn. Chứ thường thường cái cao su này nó màu xanh rất là đẹp đó. Thì đây là một cái mà phải nói là một lỗi lầm rất là lớn của hai vợ chồng của Trang, là đã để cho cái hồ bơi nó xanh như vậy. Nó đáng ra là mình phải trị, hoặc là mình tiếp tục mình để cho cái máy nó lọc nước cả nhà đó. Nên là bây giờ là phải rửa thật sạch. Và một điều bất ngờ nữa là lượng mưa nhiều quá, nên là trong đất á, nó có nước, nên là khi mình rút nước rồi á, thì ở dưới cái miếng cái cao su á, nó có rất là nhiều nước ở dưới đó cả nhà, nên là nó làm cho cái miếng cao su nó không được phẳng. Thì sau khi mà rửa xong rồi á, thì buổi tối này là Trang làm bánh cuốn cả nhà. Trang làm bánh cuốn rất là đơn giản. Bánh cuốn Trang làm bằng bánh tráng để vào trong nước mình ngâm thôi. Mình ngâm xong rồi mình đem ra, khi mình đợi cho nó mềm rồi đó, đem ra rồi mình lấy nhân thịt. Thịt thì nhân xào, Trang xào và nhân làm với thịt heo nè, với lại nấm nấm mèo á. Rồi mình xào mình nêm nếm vừa ăn, rồi xong rồi mình đem một mình cuốn lại thôi. Cuốn xong rồi thì mình quết lên một trên cái bánh cuốn này một lớp dầu cả nhà, cho nó đừng có dính đó. Khi mình hấp nó không có bị dính cả nhà. Đó, rồi trong sau đó Trang bỏ một ít giá vào, Trang để vào Trang hấp luôn. Như vậy thì mình khỏi luộc giá mất công đó, cả nhà thấy nhanh gọn lẹ luôn á. Còn này là chả giò nè. Chả giò thì Trang đã chiên, khi mà Trang làm nhiều lắm, 60-70 cuốn Trang bỏ vào trong đông đá đó. Rồi xong rồi khi mà mình ăn á, mình muốn ăn thì mình chỉ bỏ vào trong chảo rồi mình hâm từ từ, lửa từ từ lại thôi. Xong rồi dỡ nắp ra thì chiên thêm một tí nữa là cái chả giò của mình nó giòn rồi. Mình chiên không cần phải bỏ dầu luôn, thì vì lúc khi mình chiên lúc đầu đó là đã có dầu rồi cả nhà. Đó, xong rồi cắt bánh cuốn ra, cắt chả giò ra, dưa leo nè, rồi giá nè. Bây giờ là mình đã có một dĩa bánh cuốn chả giò rất là ngon luôn cả nhà, vừa nhanh gọn lẹ mà lại ngon, gia đình Trang rất là thích luôn. Còn Trang bỏ vào đây một tí hành phi thì Trang mua ở chợ Tây, họ có bán ở nhà rất là ngon luôn. Con mời bà cô chú ăn bánh cuốn.
mời bà cô chú ăn bánh cuốn. Đói bụng rồi, sao em đói bụng rồi. Mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình của Trang. Buổi tối hôm nay là ăn món súp bí đỏ với lại món bánh cuốn chả giò đó cả nhà. Rất là ngon luôn. Ngày hôm sau là ngày sinh nhật của Soen, ngày 9 tháng 4 thì Trang đang làm bánh kem cho Soen. Có ông bà nội xuống dự sinh nhật của Soen. Và ngày hôm sau nữa thì là ngày cuối tuần đó thì Soen có mời mấy bạn nhỏ trong lớp của Soen. Thì ở bên này sinh nhật mấy đứa nhỏ thường hay mời mấy bạn trong lớp chứ không có mời ba mẹ, và không có tổ chức như là bên Việt Nam của mình mà mời ăn những cái món mặn đâu cả nhà. Mình chỉ mời trong lúc 2 tiếng đồng hồ cho mấy đứa nhỏ lại ăn gút-tê, tức là ăn bánh ngọt rồi chơi đùa với nhau thôi, rồi tặng quà và chơi những trò chơi thôi cả nhà. Alors il est beau ton gâteau? Oui. Alors t'as le droit de souffler les bougies. Tu peux faire un vœu avant. Eh ben, tu les souffles ces bougies, oui. Mais c'est pas vrai, et puis en train de cracher là-dessus. Il est en train de cracher. Arrête, non, de il crache dedans. Allez. Un, deux, trois. Bravo. Non. Vas-y, Soen. Allez, Soen, dernière. Allez, Soen. Allez. Souffle. Soen, souffle. Oh là là, je m'en fous. Allez, c'est bon. C'est bien, Soen. Cả nhà ơi, Trang đã làm bánh nè. Trang làm bánh này đó là cho mấy đứa nhỏ hôm nay. Hôm qua thì làm bánh kem sinh nhật rồi. Tối hôm nay thì Trang làm bánh vân lan nè. Cả nhà thấy Trang vẽ đẹp không? Đó thì Trang sẽ để vào Trang nướng. Trang có đang nướng một cái bánh bánh bông lan chanh. Còn này là bánh bông lan sô-cô-la mọc ở đây. Đó, thấy đẹp ha. Ngày hôm sau thì mời mấy bạn nhỏ lại ăn sinh nhật của Soen nè, thì chơi những trò chơi. Ông xã Trang là người đứng ra là tạo những cái trò chơi cho mấy bé chơi. Thì sinh nhật của Soen được tổ chức rất là nhiều lần, được tổ chức trong trường, trong lớp với lại mấy bạn, tổ chức với ông bà nội buổi tối, và ngày hôm sau lại tiếp tục mời bạn ở trong trường nữa. Nên là tạo cho Soen một cái kỷ niệm sâu sắc khó quên về cái ngày sinh nhật của Soen. Thì Trang cảm ơn cô chú anh chị thật là nhiều đã dành thời gian xem video của Trang. Cả nhà xem video nếu thích thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ video. Trang cảm ơn thật nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo.